Hello cả nhà nha, hôm nay thì mình đến số 330-2 đường Phan Đình Phùng. Số cũ là sẹt 1, số mới là sẹt 2 thôi mọi người. Thì ở đây có cà phê Vợt nha mọi người. Cà phê Vợt rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Đó, có cái chú này nè, với lại mấy cô chị gái trong nhà bán cà phê Vợt. Mình thấy rất là đông khách nha mọi người. Đó, bên này nè, đây là cái gian mà mọi người ngồi lại để uống cà phê ha. Còn bình thường mọi người sẽ mua mang đi nè, rất là đông khách luôn. Đó. Nãy giờ tới thấy tấp nập luôn. Và đây là không gian cà phê Vợt thơm phức luôn. Ô, thơm quá trời thơm luôn. Có hai chị này là luôn tay làm cà phê Vợt. Mình sẽ uống thử nha, mua một ly này. Bao nhiêu một ly vậy chị? 18 ngàn hả? Đây là cà phê Vợt nha mọi người, uống thử ha. Lắc mới ngon hả? Quậy lên nha mọi người, quậy lên nha. Ủa đây cà phê Vợt mà nổi tiếng trên mạng mà mấy chục năm đây hả chị? Phải không? Wow. Đó, mấy anh, mấy chị nè. Đó, nguyên gia đình ngày xưa đó. Lên báo từ xưa tới giờ luôn mọi người coi nè. Mấy ơi, số tôi đừng có để trên lên nào mấy. Lên báo quốc tế luôn. Đó, trên nước ngoài luôn đọc. Rồi, nghỉ để. Đây, cà phê tươi nè, sữa tươi nè. Còn đây là sữa đặc nè. Nào lại. Bên này là cũng Vợt ra luôn á hả? Làm sẵn vậy luôn. Quá trời rồi mọi người ơi, hai anh này là liên tục mở cà phê mới kịp nha mọi người, nhiều vậy đó hả? Dạ em mới có tóc bạc thôi á. Ủa là trời, không tưởng tượng nổi mà làm nhiều như vậy luôn á. Là bán trên mạng á hả? Bán ở đây thôi anh, bán ở đây thôi. Trời ơi, là cứ mọi người ghé mua vậy đó, đi đó mà làm dữ dằn vậy. Trời ơi, của anh là sữa đặc đúng không? Ừ, ý là sữa đặc sữa ông Thọ đúng không? Còn cái sữa tươi là cà phê gì? Dạ sữa tươi là sữa bò, sữa bò Vinamilk. À là thêm chút xíu, là dành cho những người ít ngọt á đúng không? Không, nó lại đợt đầu rồi chú kỳ. Mình có mấy loại cà phê này, là đen đá và cái gì nữa, đen đá này, sữa đá này, sữa đá, sữa tươi bạc xỉu, sữa tươi. Giá là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Cái sữa là 18 ngàn đó, nhưng mà sữa tươi bạc xỉu là 20. Tại sữa tươi bạc xỉu là có bỏ sữa đặc, tăng ra là em uống là tươi sữa rồi. Còn cà phê đá là mười mấy? 14 nha mọi người, 14 là cà phê đá nè. Đây nói chung là gia truyền mười mấy năm, mấy chục năm đó mọi người. Xưa giờ mình ở đây luôn đó ha. Cái địa chỉ này thôi đó đúng không? Không có chi nhánh nha. Không có chi nhánh nha cả nhà ơi. Khá là xuất sắc. Hương vị cà phê nó rất là êm ha, nó không có bị đắng nha mọi người. Đó, bây giờ gia đình mình có thêm một cái nhà phía đối diện này để cho khách ngồi này ha. Có hai lầu luôn. Anh muốn số, mua cho em 2 tờ. Khách là cứ ghé mua vậy đó mà một ngày bán không biết bao nhiêu ly mà nói luôn nè. Liên tục. Đây, mình quay cái cảnh chị này, chị Vợt cà phê cho mọi người coi ha. Cà phê sữa đắng là sao ta? Siêu đắng. Đây là hai chị em hay hai mẹ con vậy? Hai mẹ con. Thấy giống nhau nhưng mà thấy cô trẻ quá, tưởng là chị em. Chị với cô gì chị? Wow, coi pha này mọi người.
pha chung vô như vậy luôn hả? Pha chung xong rồi rót ra từng ly hả chị? À, là mình không có định lượng cho từng ly là bao nhiêu cà phê, nhưng mà mình sẽ pha. Nhắm. Pha mấy nước thì mình sẽ bỏ cái bột này đi. Cái này là cái mặt nó còn ngon, thì làm hết ngon thì bỏ. À, là mình nhìn là mình biết như thế nào là còn ngon ha. Đó, nó mịn mà em thấy. Nó còn mịn đúng không? Cái này nghe không? Đó. Mấy em này trong nhà hết hả chị? Rồi mọi người có muốn thưởng thức cà phê vợt nổi tiếng khắp Sài Thành là mọi người cứ ghé đây nha. 330 sẹt 2 Phan Đình Phùng, rất là dễ tìm nha, ngay ngã tư Phú Nhuận á, mình ghé qua chút xíu là tới à. Đó, ngoài này là Phan Đình Phùng này, đi có khoảng 20m, 30m là tới ngã tư Phú Nhuận rồi. Trời ơi, không nghĩ là nó đông tới mức như vậy luôn á. Có cái bàn giá kế bên nha mọi người. Trời ơi là trời, bán vậy mà bán liên tục luôn. Rồi cái lượng sữa pha ra mà thấy mình có tiết lộ được ngày bán bao nhiêu ly không chị? Không, đếm bán suốt ngày suốt đêm mà đóng ra. À, không đếm, đếm không xuể nha mọi người nha. Nói chung là rất nhiều, mình thấy cái lượng sữa làm là mình biết rồi mọi người ha. Dạ. Bán tới mấy giờ tối chị? 24 giờ 24 em. Wow. Ôi. Này nửa đêm mà mọi người có thèm cà phê chạy ra đây vẫn có bán nha mọi người. Thì sức đâu mà bán 24/24 thay ca hả? Có ai nữa? Còn người em nữa. Dạ. 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 Wow, đông khách quá, đông khách quá. Hèn chi, mình đứng đây nãy giờ có chưa được 10 phút nữa. Khách nườm nượp hết lớp này tới lớp khác ha. Rồi các chị định lượt. Xuất sắc cà phê vợt. Không có chi nhánh, không có Zalo, không có Facebook, không có điện thoại, chỉ có bán tại chỗ thôi mọi người ha. Mình uống mình cảm thấy nó rất là nhẹ ha, cà phê nhưng mà nó rất là nhẹ. Cà phê pha sẵn, pha sữa quậy ra sẵn ở dưới, xong rồi đổ thêm một cái lớp cà phê vợt ở trong vợt ra, bỏ lên trên, sau đó mình tự mình trộn lên mình uống ha. Thank you.
ở dưới là cái lò nước ha, cái nó bốc hơi lên, nó đun nóng cái này, tức là nó sẽ nóng bằng cái hơi nước ở dưới bốc lên chứ không. Để coi chị sẽ múc nước ở đâu chị. Kế bên là cái hộp bột cà phê ha, đó. Cách chế biến đó mọi người mình cũng không có rành, mọi người cứ coi rồi tự hiểu ha. Đó cái làm rất là hay ha, cái này xong rồi đổ qua cái kia xong rồi tụi mình đã làm. Quay gì có sợ mất nghề không, có sợ người ta học nghề không? Không hiểu luôn á, ở dưới là nước cho nó nóng lên cái ca hả, xong rồi ở đây mình lại đổ nước khác nóng nè. Lúc nào cũng nóng vậy đó ha. Thơm ngon tới giọt cuối cùng nha mọi người. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem cái clip mình có giới thiệu cái địa điểm cà phê là hẻm 330 xẹt 2 Phan Đình Phùng nha mọi người. Thì cà phê Vợt đã nổi tiếng rất là lâu rồi, nhưng mà bữa nay mình mới có dịp đi ngang thì mình thấy, tình cờ mình giới thiệu thêm cho mọi người ha. Cảm ơn cả nhà đã xem cái clip.